Quý vị thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này thì từ giờ đến cuối năm chính là ngày đại cát dành cho các bạn. Theo quan điểm của tử vi, trong thời gian này chính là những ngày đem lại cho các bạn nhiều may mắn, thành công và tài lộc. Các bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội quý giá trong công việc để từ đó được cấp trên đề bạt, cất nhắc, nâng đỡ lên một vị trí cao hơn. Và những ngày cuối năm này cũng thích hợp để các bạn bắt đầu một dự án hay một công việc mới. Đối với những con giáp này thì đây sẽ mở ra cho các bạn nhiều con đường mới, nhiều cơ hội để làm giàu. Để gia tăng thu nhập cho dịp cuối năm, các bạn hãy cùng hoan hỉ đón nhận nhé! 1. Tuổi Tý. Xem điều 12 con giáp cần lưu ý trong tháng cổ mật năm 2022 với người tuổi Tý. Bạn cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Bản mệnh có dấu hiệu lao lực do công việc bận rộn quá mức. Kiếm tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng trong thời điểm năm hết Tết đến như thế này, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh. Dù không có nguy cơ bệnh tật nào đáng ngại, nhưng vẫn phải nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu bạn có thể duy trì được thói quen tốt này thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Và để may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Tháng cuối năm nên người tuổi Sửu tất bật thấy rõ bản mệnh có thể phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Tuy nhiên bạn đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, bởi sức của một người sẽ không thể làm xuể được. Đặc biệt là tháng cổ mật, bạn còn có thể phải chịu sự ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó bạn càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Người tuổi Dần hăng hái nhận thêm công việc vì muốn thể hiện bản thân mình. Bạn nhiệt tính như vậy là tốt, nhưng vẫn nên lưu ý với thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu hay khoe khoang. Thêm vào đó, khoảng thời gian này dường như bạn đang thiếu đi sự kiên nhẫn, nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh, nhất là trong quá trình hợp tác, làm việc chung với người khác, nếu không người khác sẽ đánh giá bạn thiếu chuyên nghiệp. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mão. Trong tháng cổ mật này, vận trình tình duyên của người tuổi Mão độc thân vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Dù có nhận được lời ngỏ ý làm quen của người khác, bạn cũng chớ ngây thơ mà vội vàng tin vào mọi lời hứa hẹn của đối phương. Có thể đó là kẻ xấu muốn lợi dụng bạn để kiếm lợi một điều gì đó, hoặc là kẻ vui chơi qua đường mà thôi. Với người đã từng có vết thương lòng trong quá khứ, bạn vẫn luôn đóng cửa trái tim mình nên khó có thể tìm được hạnh phúc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thìn. Xem điều 12 con giáp cần lưu ý trong tháng cổ mật. Tháng này, người tuổi Thìn làm kinh doanh có thể sẽ thấy không hài lòng khi doanh thu năm nay kém hơn với mọi năm. Ở thời điểm năm cùng tháng tận, vận khí lại bất ổn định, bạn nên hạn chế đầu tư ở quy mô lớn để tránh thua lỗ, nhất là ở các hạng mục mạo hiểm hay có sự biến động lớn như chứng khoán, bất động sản. Với người làm ăn buôn bán, tình hình có thể cũng sẽ không khả quan, nhưng nếu đó là xu thế chung thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Hãy cứ tập trung vào phát triển chất lượng sản phẩm, tạo dựng uy tín vững chắc thì khách hàng sẽ tự tìm tới tận nơi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tỵ. Cuối năm, người tuổi Tỵ nên sắp xếp thời gian và công việc để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Tranh thủ thời điểm cát khí đang vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì. Mọi chuyện sẽ rất khó nói trước.
Nhân đà này, bạn cũng nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường. Bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho. Xa Tết rất khó để xử lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 7. Tuổi Ngọ. Bước vào tháng Cổ Mật 2022, người tuổi Ngọ dễ phải chịu sự hờn dỗi, trách móc từ người ấy. Bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm, tinh thần vì vậy ngày càng sa sút. Bạn có thể sẽ nảy sinh tâm lý than trách nửa kia không chịu cảm thông và thấu hiểu cho mình. Tuy nhiên, chính bạn cũng cần phải là người chủ động chia sẻ những nỗi niềm của mình, chớ nên giấu kín mọi chuyện trong lòng, một mình chịu đựng và giải quyết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 8. Tuổi Mùi. Xem điều 12 con giáp cần lưu ý trong tháng Cổ Mật 2022 thấy rằng, dù đã bước chân vào thời điểm cuối năm, nhưng người tuổi Mùi lại có nguy cơ đụng độ tiểu nhân hoặc loay hoay tìm ra cách để không bị đối thủ cạnh tranh vượt mặt. Hàng loạt thách thức cùng lúc khiến bản mệnh làm việc gì cũng khó bề suôn sẻ, công sức bỏ ra nhiều nhưng có thể trở thành công dã tràng. Để hạn chế được những sai sót không đáng có, bản mệnh nên thay đổi thái độ làm việc có phần cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt của mình. Ngoài ra, bạn cũng cần nhắc nhở bản thân quyết tâm làm việc hơn, chớ bỏ dở nửa chừng vì nghĩ rằng mình đã thua kém so với người khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 9. Tuổi Thân. Tháng Cổ Mật này, người tuổi Thân tự đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Vì thế, bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, tự làm xấu đi các mối quan hệ, thậm chí bạn có thể vô tình vướng phải thị phi mà nếu xử lý không khéo thì có thể dẫn đến những lời đàm tiếu, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân hành xử bình tĩnh hơn, chớ nên đưa ra các quyết định vội vàng, thiếu chính xác. Đừng tạo cơ hội để tiểu nhân nắm thóp, xem pha, khiến bạn không thể hiện được khả năng thực tế của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 10. Tuổi Dậu. Trên thực tế, người tuổi Dậu gặp khá nhiều điều may mắn trong tháng cuối năm này. Điều duy nhất mà bạn cần quan tâm là tình hình sức khỏe của mình. Những vấn đề tưởng nhỏ nhưng mất ngủ, ăn uống kém ngon lại khiến thể trạng bạn sa sút nhanh chóng. Bên cạnh cũng có thể tái phát nếu thời gian qua các bạn đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 11. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất làm kinh doanh, đầu tư nên tính đường dài, tránh nóng vội khi thấy cái lợi trước mắt, kẻo trắng tay lúc nào cũng không hay. Nhất là khi vận khí tháng Cổ Mật này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, cả hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngoài ra, thời điểm này bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn để cướp công sức của bạn. Tốt nhất hạn chế khởi sự, năm hết Tết đến, hãy tạm gác các kế hoạch đợi ra Tết hãng tính toán, cẩn thận hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 12. Tuổi Hợi. Tháng cuối năm, người tuổi Hợi có thể rơi vào cảnh hao tiền tốn của, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho bản thân hay mua sắm quà cáp, biếu xén, đối nội, đối ngoại.
Lúc này rất cần có kế hoạch tài chính phù hợp để bản thân không rơi vào cảnh cháy túi. Công việc có thể sẽ khiến bạn cảm thấy hơi vất vả một chút, song đừng vì thế mà trở nên lơ là. Công việc vẫn sẽ là nguồn thu chính của bạn, không nên khiến các khoản lương, khoản thưởng cuối năm sụt giảm vì bạn phải đền bù cho lỗi sai của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị về những thông điệp dành cho 12 con giáp từ nay đến cuối năm 2022 nhâm dần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.